Chàng trai này vừa bước vào phòng thay đồ mà không chú ý rằng bên trong có người. Mau quay đi. Trong lúc hoang mang, anh vô tình giật tay nắm cửa xuống. Anh vội vàng lắp vào và mở cửa, nhưng cô gái xinh đẹp đã ngăn anh lại. Làm gì? Quay lại đây. Sau đó cô gái bước ra khỏi trung tâm thương mại, ngồi lên một chiếc xe thể thao. Chàng trai nhanh chóng đuổi theo, trả lại chiếc túi sách mà cô để quên. Chị của cô gái tưởng chàng trai đã nhìn trúng em gái mình, nên đưa cho anh một cái danh thiếp và nói rằng ở đó có rất nhiều gái đẹp. Anh chàng cho rằng đây là một cơ hội, vì vậy theo địa chỉ trên danh thiếp, anh đến một quán bar. Anh tìm thấy người chị lúc chiều, hóa ra cô ấy là chủ của quán bar này. Cứ như vậy, chàng trai trở thành nhân viên phục vụ ở quán bar. Nhưng oan ra ngõ hẹp, cô gái xinh đẹp ban sáng bắt gặp anh. Anh nói xem, anh tới đây có phải là để tiếp tục quấy rối tôi không? Cô tưởng mình đẹp lắm à? Ai thèm quan tâm đến hai cục thịt đó của cô? Người đẹp mà tức giận thì hậu quả rất nghiêm trọng. Ngày hôm sau cô gái lại ngăn anh lại, bảo rằng tìm anh có việc. Không ngờ, cô gái nhẹ nhàng đẩy anh vào quả bóng thủy tinh đang quay tròn. Giây tiếp theo, đèn trong quán bar tắt ngay lập tức. Tiếp theo mời vũ công của chúng ta, Lục Đại Dân. Hóa ra cô gái làm như vậy là muốn Đại Dân xấu mặt. Nhưng cô ấy không biết, sở trường của Đại Dân là khiêu vũ. Anh chỉ cần dùng đôi giày da của mình đã có thể khuấy động toàn bộ bầu không khí trong bar. Cô gái sững sờ, cuối cùng Đại Dân nhảy một điệu gì đó, làm toàn bộ khán đài bùng nổ. Điệu nhảy này thành công chiếm được trái tim của người đẹp. Cô gái muốn đánh nhanh rút gọn, nhưng Đại Dân đã đẩy cô ra. Không ai biết, Đại Dân là một người đã có vợ. Anh ấy trông giống như một chàng trai 20 tuổi, nhưng thực ra anh ấy đã 40 tuổi rồi. Mọi chuyện phải kể từ ngày hôm đó. Anh ấy ngủ cả đêm trên tàu điện ngầm, khi thức dậy thì thấy mình đã trẻ hơn 20 tuổi. Anh vội vã đi tìm bạn thân của mình, Lão Vương. Nhưng đối phương hoàn toàn không nhận ra anh, cho đến khi Lão Vương lấy ảnh tốt nghiệp của hai người họ ra. Trời ơi, cậu thực sự trở về năm 20 tuổi rồi. Anh ấy tên Lục Kiến Quốc, vợ là Diệp Lan, họ đã kết hôn nhiều năm. Tình cảm mặn nồng ban đầu đã bị lu mờ theo thời gian từ lâu. Hai vợ chồng thường xuyên cãi vã vì những chuyện vặt vãnh. Ngày kỷ niệm 20 năm ngày cưới, họ thậm chí đã cãi nhau một trận to. Diệp Lan không nhịn được đề nghị ly hôn. Trong cơn giận dữ, Lục Kiến Quốc chọn cách bỏ nhà ra đi. Anh ấy đến ga tàu điện ngầm, nhớ lại chuyện tình của anh với Diệp Lan 20 năm trước. Đó là một buổi tuyển chọn vũ công, chỉ cần đạt là có thể ra nước ngoài du học. Lục Kiến Quốc đã xuất sắc giành vị trí đầu tiên với điệu nhảy hoàn hảo của mình. Diệp Lan chuẩn bị lên sân khấu thì phát hiện quên mang giày múa. Kiến Quốc không nói gì, nhanh chóng phi xe đạp về giúp cô lấy giày. Nhưng không ngờ, lúc quay lại thì anh gặp tai nạn. Anh vội vàng nhờ một người khác mang giày đến cho Diệp Lan. Cuối cùng Diệp Lan thành công đạt điều kiện, lấy được cơ hội đi du học. Còn Kiến Quốc thì bị gãy chân, giấc mơ tan vỡ. Diệp Lan cảm thấy có lỗi, nên cũng bỏ qua cơ hội này. Diệp Lan có đáng không? Đáng. Cứ như vậy, hai người bước vào thánh đường hôn nhân và có được kết tinh tình yêu. Nhưng không ngờ là, vào ngày này 20 năm sau, Lục Kiến Quốc phải đối mặt với nguy cơ phải ly hôn. Anh cảm thấy bất lực, nhưng ông trời lại trêu đùa anh, vậy mà lại làm cho anh trẻ ra 20 tuổi. Anh không biết, hiện giờ anh phải đối mặt với Diệp Lan như thế nào. Anh quay trở về nhà, chuẩn bị mọi thủ tục đầy đủ. Nhưng khi Diệp Lan xuất hiện, anh lại trốn đi. Sau đó anh muốn lặng lẽ ngăn cô ấy lại, nhưng anh lại nghe Diệp Lan nói hai từ ly hôn. Anh đi theo Diệp Lan suốt chặng đường, thì phát hiện Diệp Lan đi ăn với người khác. Anh ấy liền cảm thấy ghen tuông, rồi thất vọng rời đi. Thế là anh giả làm cháu trai mình Lục Đại Dân, để đi gặp vợ mình. Ông chú này vô tình trẻ lại 20 tuổi. Khi anh trở về nhà, vợ anh bị dọa hồn bay phách lạc. Chàng thanh niên trước mặt với chồng cô hồi còn trẻ giống nhau như hai giọt nước. Sau đó chàng trai giải thích rằng anh là Lục Đại Dân, cháu trai của Lục Kiến Quốc. Diệp Lan nghe vậy thì nghĩ là thật, thế là cô nhanh chóng gọi điện cho Lục Kiến Quốc. Nhưng cô không biết, thực ra người bên ngoài chính là chồng cô, Lục Kiến Quốc. Lúc này con trai của anh Lục Tiểu Phi đã về, ba người cùng nhau ăn cơm. Cậu con trai đeo tai nghe như thường lệ. Lục Đại Dân thấy vậy thì liền gỡ tai nghe của cậu xuống, dùng giọng điệu của một người cha dạy dỗ con trai mình. Sao anh nói giọng điệu giống bố em thế? Để không để lộ danh tính, Lục Đại Dân trả lại tai nghe cho con trai mình. Ánh mắt Diệp Lan rất nghi hoặc. Sau đó Đại Dân lẻn vào lớp học khiêu vũ của trường, thể hiện tài năng khiêu vũ của mình. Sau đó anh giành được tràng pháo tay của tất cả mọi người. Tại đây anh gặp tình địch của mình Tiêu Phong, đang ngồi cùng với Diệp Lan. Từ cuộc trò chuyện của họ anh biết, trường học sắp có lớp khiêu vũ. Họ sẽ chọn hai học sinh xuất sắc đi du học. Con trai anh Lục Tiểu Phi là sự lựa chọn tốt nhất. Nhưng điều khiến Diệp Lan bối rối là mức học phí quá đắt đỏ. Lục Đại Dân nghe vậy thì trực tiếp biểu diễn điệu nhảy độc nhất của mình trong quán bar. Anh nhận được tiền lương rất hậu hĩnh. Sau đó anh lấy thân phận của Lục Kiến Quốc gửi số tiền mình kiếm được cho Diệp Lan. Cùng lúc đó, Tiêu Phong cũng đang âm thầm giúp đỡ Diệp Lan. Anh ta đưa ra một lời mời đến vũ hội, nói ở đó có rất nhiều người từ quỹ giáo dục, khi đó anh sẽ giúp Diệp Lan xin hỗ trợ tài chính. Và những lời này tình cờ đã bị Đại Dân nghe thấy. Vì vậy anh liên lạc với con trai mình, định điều chỉnh tên Tiêu Phong này chút. Họ đến tiệc khiêu vũ với tư cách là người phục vụ.
cho ít bột thần bí vào ly rượu. Lúc này, hai người đẹp mỹ miều đi tới, Tiểu Phi nhanh chóng lao đến. Hai mỹ nữ làm phiền chút, tờ giấy này, anh chàng đẹp trai kia đã đưa cho các cô. Hai cô gái vốn dĩ rất vui mừng, nhưng sau khi mở tờ giấy, thì liền tức giận, đồ không biết xấu hổ, vô sỉ kẻ lưu manh. Tiêu Phong hoàn toàn choáng váng, tự dưng bị hai người đẹp mắng mỏ, Lục Đại Dân Nhân lúc hỗn loạn đã đánh cháo hai ly rượu. Sau khi anh ta uống hết, thì liền cảm thấy đau bụng, ngay khi anh ta chuẩn bị đi vệ sinh, lại một cô gái xinh đẹp khác từ đâu lao ra. Em là Tú Tú này, anh không nhận ra em sao? Lần này Tiêu Phong bị chỉnh đến thảm, nhưng vẫn chưa kết thúc, anh ta vội vã vào nhà vệ sinh, mà không biết rằng biển báo đã bị thay đổi. Tại sao lại là hai người, anh thế mà lại đuổi đến nhà vệ sinh nữ? Sao có thể, vừa nãy tôi vào nhà vệ sinh nam mà. Lần này hình tượng của Tiêu Phong trong lòng Diệp Lan đã hoàn toàn bị phá hủy. Nhưng sau đó, chuyện này vẫn bị Diệp Lan phát hiện, vì vậy cô ấy đã đến xin lỗi Tiêu Phong. Nhưng Tiêu Phong đã khuyến khích cô ly hôn, và nói chỉ cần cô ly hôn, anh ta nhất định sẽ giúp Lục Tiểu Phi ra nước ngoài. Không ngờ Diệp Lan thực sự đồng ý. Lục Kiến Quốc cũng biết chuyện này, anh không cam tâm, con trai của anh sao phải để người khác giúp. Vì vậy anh quyết định sẽ tự mình dạy con trai nhảy. Họ cùng nhau rèn luyện thân thể, khổ luyện động tác vũ đạo trong mưa. Sau những nỗ lực không ngừng, cuối cùng thì cũng đến ngày nhận kết quả. Nhưng trước đó, Lục Đại Dân quyết định tự kết liễu đời mình, đạp ga phi thẳng xuống sông. Kể từ đó không còn Lục Kiến Quốc nữa mà chỉ còn Lục Đại Dân. Hai mẹ con cực kỳ đau lòng. Con trai nhận được bức thư cuối cùng từ cha mình, trong đó hoàn toàn là sự áy náy của anh. Diệp Lan nhìn ra ngoài cửa sổ, mãi không thể thoát được ra. Rất nhanh ngày thi đấu đã tới. Lục Tiểu Phi biểu diễn trên sân khấu, biểu diễn thành quả mà cậu đã học trong khoảng thời gian này, hoàn toàn làm cho ban giám khảo và khán giả choáng ngợp. Đặc biệt là Diệp Lan, vì động tác này là động tác đặc trưng của Lục Kiến Quốc khi anh còn trẻ. Diệp Lan nhanh chóng tìm con trai mình và hỏi cậu đã học động tác này ở đâu. Khi nghe là Lục Đại Dân, cô lập tức nhận ra có gì đó sai sai, thế là cô nhanh chóng đuổi theo ra ngoài. Nhưng không ngờ lại gặp Tiêu Phong, anh ta tha thiết bày tỏ tình yêu của mình với Diệp Lan. Nhưng trong lòng Diệp Lan chỉ có Lục Kiến Quốc. Cô một đường đi tới trạm tàu điện, cô cuối cùng cũng gọi ra tên của Lục Kiến Quốc. 12 giờ đêm, Lục Đại Dân lại lên chuyến tàu điện ngầm bí ẩn, rồi trở lại với dáng vẻ ban đầu. Có người nói yêu là một động từ, khi bạn nghĩ rằng bạn không còn yêu anh ấy nữa, thì việc bạn cần làm là đi yêu anh ấy. Mặc dù thực tế không có cỗ máy thời gian để chúng ta có thể quay lại tuổi 20 và bắt đầu lại tình yêu, nhưng cuộc sống là do con người tạo ra, trân trọng hiện tại để tình yêu luôn tồn tại.